Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã trở lại với kênh xe tải và phụ tùng của chúng tôi ngày hôm nay. Sản phẩm hôm nay thì tôi muốn giới thiệu đến quý vị các bạn đó là một bơm. Cái này là bơm của xe tưới nước rửa đường hay còn gọi là ô tô CTEC, chuyên phục vụ các bác tưới cây rửa đường hay phục vụ trong các công trình xây dựng. Coi tôi quay một lần cho các quý vị có xem luôn. Tại vì tất cả các bơm này đều đóng trong thùng gỗ để vận chuyển cho nó dễ dàng. Tùy vào cái mức sử dụng của quý khách hàng khác nhau mà người ta phân ra thành bơm 40 và bơm 60. Đối với các loại bơm 40 thì là sử dụng cho các xe từ dưới 9 khối trở xuống. Đấy, còn bơm 60 thì nó có hai cánh, sử dụng cho các loại bơm con xe mà nó trên 9 khối. Bên công ty tôi chuyên nhập khẩu và phân phối các loại bơm và phụ tùng thay thế của nó, tất cả đã đều được đóng ở trong thùng gỗ. Về bơm nước thì nó rất là đơn giản, nó chỉ có hai loại, đó là chiều quay, là quay trái hoặc quay phải, tùy theo cái cấp trích lực của quý các bạn. Đây là cái bầu trục quay lối vào cái cấp trích lực đây, có một trục các đăng nữa. Đấy, công ty chúng tôi còn nhập khẩu và phân phối các loại phụ tùng của bơm nước nữa. Quý vị và các bạn mà có nhu cầu về sản phẩm thì vui lòng liên hệ số hotline là 0962 935 586 hoặc truy cập website là xe tải và phụ tùng.com để biết thêm chi tiết. Công ty chúng tôi thì có hai chi nhánh chính, đó là cơ sở 1 ở Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội và cơ sở 2 ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, quý vị mà các bạn mà gần ở chỗ nào có thể đến tận nơi để tham khảo. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.